đây nha, cách phân biệt được rồi. Được đây là nó nhảy được rồi. Đây, lộn chim này. Đấy. Còn như chim của trẻ con. Đấy, con trắng vàng, trắng đen vàng và trắng trắng đen đúng không? Được. Còn con cái đây, ví dụ con cái đây, ví dụ nhá. Này. Cái là nhìn nó có hoa khế đây. Đấy, nó không có lộ, nó không có gai. Được. Đấy, hình cái tam giác hoa khế này. Đấy, cái chỗ này là 8 cái ba đực. Vâng. Đấy, đến cho nó thoải mái. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Đấy, để đây cho nó mát. Để nó mát, xong bắt đầu đưa cái tải này nó nót. Cái tải kia. Băng dính anh để đâu? Trong xe này không? Có dính, nó gì. Mà cũng không nên dính nhiều quá, dính quá nó lắm. Không, chỉ để cho nó khỏi bị đái ra quần mình ôm đi thôi. Chảy ra. Mấy anh đi tận đâu sang? Em lên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc qua cầu Vĩnh Phúc. Trước có điện hỏi bác bảo định lấy đồ ăn đi con đấy, nhưng mà bác sang lấy thử đấy. Một xã. Không, cầu Vĩnh Thịnh mà. Cầu Vĩnh Thịnh anh. Thử nuôi đã xong tháng sau. Nếu nuôi đấy này, bắt tiếp anh ạ. Nào nó nóng quá thì cho một tí nước nó uống. Nó không có phải để cái măng nước đấy cho nó uống. Kiểu như xe đá của mình, xe đá đá thì ít thôi, không nhiều. Rồi, thế thôi. Ông ở sau cứ cái này thôi, để thoáng. Lúc nào nó cỏ nó chả nhảy ra mà. Cỏ nó giúp nó không nắng mà nó. Để có cỏ. Này nó cỏ. 2 triệu 6. Em chuyển khoản cho anh 2 triệu thôi, em gửi anh 600 tiền ngoài. Đúng không? Đúng không? Đấy, bấm vào đây. Đâu có tài khoản. Đây, kia. Agribank 2210. Techcombank thì chuyển sang BIDV. BIDV. 4511. Agribank. 4511. Đã chuyển sang tài khoản 600 tiền mặt. Bốn số 0, 4511, 4 số 0, 617, 62. Đúng rồi đấy. Nè, bác sang rồi đi. Có. Anh ơi, đấy, cầm điện thoại xem. Em chuyển xong rồi. Cầm điện thoại xem có báo chưa? Cái BIDV này báo nhanh hơn nông nghiệp. Nông nghiệp để báo chậm hơn. Rồi, chuyển nhanh mà bây giờ chuyển. Đây có rồi này. À đâu? BIDV ạ? Đúng rồi. Đấy, đi từ có ngay mà em gửi. Anh lấy 100.000 tiền lẻ ở trong cốp xe của em ra. Lần sau cái này em gửi làm ship ra ấy được không? Ship ra cầu Vĩnh Thịnh được không? Cái gì? Ship được. Vĩnh Thịnh thì mình có anh em mang tận nhà. Vâng. Vĩnh Thịnh thì đây thì nữa còn sang Hoàng Xá mới lại Vĩnh Thịnh đấy. Vĩnh Thịnh thì hay giao lắm. À. Cái anh em mới đấy cứ hẹn giữ cầu Vĩnh Thịnh. À. Phóng lên đấy là ông nọ với ông Ba Vì, ông Phú Thọ. Ông đấy là ông Ba Vì với ông Vĩnh Phúc là. Bên đấy là Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc. Còn bên để giả vào cốp cho em, để giả vào cốp cho em chiếm bên nào. Anh em thực ra cũng thông cảm là giống má thì cũng không dám mời cơm. Vâng, thôi là về nó ngay ngang đấy. Vâng, thôi để bọn em nhà thì ghép vâng. 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 Về luôn xong là thả ra vào cái sàn nó cho ăn cỏ mình ngô nghiền nhá. Vâng vâng. Cái để một cái máng nước cao cao lên trên con nào nó khác. Cứ để vào cái khay đá. Đặc biệt là phải mát nhá. Vâng. Riêng cái loại này nó thích cực kỳ mát. Vâng. Nhưng rét nó còn chịu được lắm, nó chịu được. À. Nóng lại là thái chết. Nóng hay chết được. À. Nó không toát được mồ hôi. À. Nó kiểu cho nó dơ. Đấy về dặn thế. Vâng vâng. Nếu mà mình làm cái mái này trên trên nó có bóng cây hoặc là căng lưới đen vào. Hoặc là nếu mà những hôm nắng rã rệt thì mình phải
bật quạt phun phun gì đấy chẳng hạn. Vâng. Hoặc là để những chỗ nào bóng cây cổ thụ. Vâng. Vâng, em về nhá. Về nhá. Vâng. Vâng, hai anh về nhá. Cậu ấm này ở nhà rồi. Ngồi lên đi, ngồi lên đi. Đặt cái này lên.